Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập về ánh sáng và bóng đổ, cũng như tiến hành phân tích ánh sáng bóng đổ trong phần mềm Ecotech Analyst 2011. Đây là file công trình của chúng ta. Để bắt đầu cho quá trình thiết lập ánh sáng bóng đổ, các bạn cần phải load cái file dữ liệu thời tiết vào trong dự án chúng ta. Các bạn click vào biểu tượng hình quả địa cầu và chọn load weather file. Các bạn có thể chọn cho mình một thành phố mà các bạn mong muốn. Ở đây các bạn có thể chọn như là thành phố của Pháp, thành phố Nice, Pháp để làm ví dụ. Sau khi load xong, các bạn sẽ vào biểu tượng hình mặt trời. Đó là mục thiết lập về bóng đổ. Đầu tiên các bạn sẽ có Daily Sun Path, tức là đường biểu khiến của mặt trời trong một ngày, hoặc Annual Sun Path là trong một năm. Các bạn cũng có thể di chuyển mặt trời ở những vị trí này. Và để thấy rõ nhất, các bạn có thể bật chế độ bóng đổ lên, Display Shadow, di chuyển. Đấy. Và các bạn có thể thay đổi các thông số về thời gian, ngày tháng và ở đây. Tiếp theo, các bạn có thể khảo sát phạm vi bóng đổ của công trình ở mục Shadow Ranger. Start chính là giờ bắt đầu, mình sẽ cho nó là 6 giờ. Stop mình sẽ cho nó là 6 giờ chiều, tức là 18 giờ. Step là tức là cái khoảng cách giữa các lần khảo sát, mình sẽ cho nó là 60 phút. Và mình sẽ kích vào Shadow Ranger. Các bạn thấy rằng phần mềm Ecotech nó sẽ tính toán và hiển thị cho chúng ta cái phạm vi bóng đổ của công trình trong vòng một ngày nó sẽ như thế này. Đấy. Và các bạn có thể thay đổi hàng ngày để thấy các phạm vi bóng đổ nó sẽ như thế nào. Ngoài ra, các bạn cũng có thể biến nó thành một đoạn phim bằng cách click vào chế độ Animation Shadow. Đấy. Các bạn có thể chọn tốc độ. Đấy. Ở đây các bạn có thể click vào Hourly, tức là từng giờ, hoặc Annual, tức là cả năm. Đấy. Việc khảo sát bóng đổ như thế này sẽ giúp các bạn có những cái tư duy, những cái phương án thiết kế tùy chỉnh làm sao cho phù hợp để có thể tận dụng và tiết kiệm tối đa công trình của chúng ta. Đấy. Thì tiếp theo, các bạn cũng có thể khảo sát các chế độ về đường đi của tia sáng mặt trời khi vào công trình của chúng ta sẽ như thế nào. Ví dụ mình muốn khảo sát cái tia sáng mặt trời khi nó chiếu qua cửa sổ này và va đập vào trong công trình, nó sẽ va đập như thế nào. Thì đầu tiên các bạn cần kích vào công cụ 3D Editor. Sau đấy các bạn sẽ kích vào trước cửa sổ này. Đấy. Vì trước cửa sổ này sẽ là nơi cho cả ánh sáng đi xuyên qua, nên các bạn sẽ lựa chọn trước cửa sổ. Và ở mục Start Object Path, các bạn kích vào Reflector và chọn Attack to Selection. Đấy. Sau đấy, các bạn có thể về Visualize. Mục Spacing chính là khoảng cách giữa các tia sáng, các bạn có thể cho nó là 200. Bounce chính là số lần va đập, các bạn có thể cho nó là 2. Và mình sẽ kích vào Show Solar Rays. Các bạn có thể thấy rằng cái tia sáng mặt trời khi chiếu vào công trình nó sẽ va đập như thế này. Mình có thể ẩn cái đối tượng mái, hoặc là vào Visualization, tắt chế độ Display Surface. Các bạn sẽ thấy tia sáng mặt trời nó sẽ được khi đi qua cửa sổ nó sẽ va đập như thế này. Và hoàn toàn các bạn có thể cho nó thêm số lần va đập là 3 chẳng hạn. Đấy. Đấy, nó sẽ va đập với chân và va đập xuống sàn. Đấy. Đây là cách các bạn có thể thiết lập hiển thị cái tia sáng mặt trời khi chiếu qua và va đập trong công trình của chúng ta như thế nào. Việc này sẽ giúp các bạn tính toán cái khả năng chiếu sáng của công trình trong Ecotech. Đấy là những cái thiết lập cơ bản về ánh sáng và bóng đổ, cũng như là một vài cái phân tích cơ bản về ánh sáng bóng đổ trong phần mềm Ecotech. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.